ta đã từng cho nhau hạnh phúc. Còn sau giờ chỉ toàn là niềm đau, sao trong lòng anh thấy lạnh chút. Em nói tay đừng làm phiền nhau, chút hơi ấm từ em còn sót lại. Anh thấy lòng nhẹ hơn ngày hôm qua, nhưng buồn phiền rồi nó cũng sẽ qua. Cái từng câu từng chữ và còn đang nâm na. Em có thể nghe thêm vài khúc hát, cái những dòng nhật ký và còn đang dang dở. Cái dòng người vội vàng và còn đang than thở. Cái lời nhạc anh viết sang trang vở. Em đâu thể có những thứ em ước. Hãy chấp nhận những thứ đang xảy ra, hãy mở lòng cho những chàng trai tốt. Mở messenger có người đang về tay. Em không thể nghe, không thể thấy, không thể biết những gì anh nghĩ suy. Khi con tim anh chưa chừng hết lý trí, hãy dừng lại vài phút mà hãy thử suy nghĩ đi. Rồi sẽ có lúc em nhận ra rằng người mình thương lại không thương mình. Ta trao đi hết cả sự chân quý để rồi chẳng nhận nổi tấm chân tình. Baby don't cry, cry. Cuộc tình này ai sai? Không thể giữ những thứ tốt đẹp feeling to my vai. Muốn cùng em ngao du đất trời, kể lại những thứ mà ta hằng mong. Cùng nhau thức dậy vương vai bên nắng, cùng ngắm bình minh ở phía đằng đông. Rồi có những ngày thuần thân với trời, lặng nhìn nhau giữa bầu trời. Ta có hạnh phúc rồi sớm vỡ tan. Ta có cả chuỗi ngày dài kỷ niệm, nhưng cũng khép lại hai từ dở dang. Ta cho nhau cả hàng tá thời gian, để mai thay đổi việc sai đúng. Rồi nhận lại gì ngoài sự đau thương kết cục như vậy. Lúc có ai muốn ta nên im lặng thì vì phản bác, để có thể hiểu câu chuyện của nhau hơn. Sẽ thấy ý nghĩa của sự thay đổi, khi chúng ta cũng đã dần ngày một lớn. Rồi ai sẽ đợi trước cổng công ty để bắt đón em về. Khi lúc tan ca, ai sẽ nhắc em phải đi ngủ sớm. Khi kim đồng hồ chuyển sang canh ba. Anh không thể giữ khoảng thời gian bên nhau, không thể ngủ khi tim càng thêm đau. Vẫn nhủ lòng là phải thôi quên mau, nhưng hình ảnh về em vẫn cứ hiện ở trong đầu. Anh đã cố gượng mình là phải tự mạnh mẽ, là phải tự vực dậy sau gần ấy lần đau. Là phải cố gần nhau qua bao lần đổ vỡ, nhưng rồi nhận được gì ngồi dưới đáy vực sâu. Em, anh chẳng thể nào chợp mắt cả. Em, anh dường như mất đi tất cả. Và nếu là vấp ngã thì anh xin thôi được một lần không tiếc nuối. Hứa với lòng là nốt điều này, nếu thôi là điều cuối.